Ông mày có mua bê cho xong hả? Hãy nó có xe. Mua cầu. Cái nhân ra thấy cầu bê cho xong. Cầu bê xong. Chỉ có nhà tụi nó lo cho xe này ạ. Nó lo cho xe này, nó có bê cầu lo xong xe ta xì. Nó tới rồi rong nụ ở nhà hả? Để không nhớ nó lo cho xe. Tới rồi rong cao cơ ô. Nó mày chuẩn này bê cho lăng nhó rồi xưa. Lâu lần hả? Thanh cho nhau chạy nhau chạy ta lắm. Là bà chạy ta là do là nhau chạy sư. Bây giờ, thì lúc nào chạy con nhau chạy sư. Ồ, ai tôi sẽ có bà xã lý chạm ạ? Chị xã lắm. Ai tôi nóng rồng lũ thịa, rồng gốc cơ nó, đã bụng như thế đây. Nên là thì họ nhẹ trong này lần lần. Hồ sạch tông trong này thả. Tôi nóng này tư môi lũ sạch tông đẹp tẻ nó kia. Cho nên nhà này nó chỉ hôn đơn thật thế, lâu chơi lâu nhung thế, họ ra trâu xe nó là cũng là sai này thế, nhưng ra bên nhau ok trong đời lúc ra thắt châu nó nữa, giờ cũng như thế đây. Nông nhà li, ai nông có tụ sập tông chơi trong nó ít chả, mỗi tết tụ tin lâu là chỉ tết tụ phong như là họ bỏ cỏ lại nhẹ cỏ lại hôn ra các thả các bậc cả nông. Sao lắm? Giờ là hôn lần đó các thả nó chuyện đó là thả thế, ở phong yên đó là thế nè. Nhưng khi có tổ sở tông